Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn có phải trụ thắng nghĩa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổ chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải trụ điên đảo chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổ chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng an trụ thắng nghĩa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổ, cũng chẳng trụ điên đảo chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổ, thì sẽ không có Thế Tôn chứng quả vị giác ngộ cao tổ. Không, thiện hiện, ta tuy chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, nhưng chẳng trụ hữu vi giới, cũng chẳng trụ vô vi giới. Này thiện hiện, như các vị mà Như Lai đã biến hóa, tuy chẳng trụ hữu vi giới, cũng chẳng trụ vô vi giới, nhưng có đi đến ngồi đứng các việc. Này thiện hiện, vị được biến hóa ấy, nếu hành bố thí ba la mật đa, cũng hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa. Vị được biến hóa ấy, nếu trụ pháp không nội, cũng trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi pháp, pháp không bản tánh, pháp không tự tưởng, pháp không cộng tưởng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vị được biến hóa ấy, nếu trụ chân như, cũng trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vị được biến hóa ấy, nếu tu bốn niệm trụ, cũng tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vị được biến hóa ấy, nếu trụ thánh đế khổ, cũng trụ thánh đế tập diệt đạo. Vị được biến hóa ấy, nếu tu bốn tịnh lượng, cũng tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vị được biến hóa ấy, nếu tu tám giải thoát, cũng tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vị được biến hóa ấy, nếu tu tất cả pháp môn tam ma địa, cũng tu tất cả pháp môn đà la ni. Vị được biến hóa ấy, nếu tu pháp môn giải thoát không, cũng tu pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện. Vị được biến hóa ấy, nếu tu năm lại mắt, cũng tu sáu phép thần thông. Vị được biến hóa ấy, nếu tu mười lực Phật, cũng tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vị được biến hóa ấy, nếu tu pháp không quên mất, cũng tu tánh luôn luôn xả. Vị được biến hóa ấy, nếu tu trí nhất thiết, cũng tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vị được biến hóa ấy, nếu chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân mầu nhiệm, làm các Phật sự. Vị được biến hóa ấy, lại biến hóa ra vô lượng hữu tình, rồi trong số hữu tình đó kiến lập ba nhóm sai biệt như chánh tánh định vân vân. Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao các vị mà Như Lai đã biến hóa ra đó có phải thật có đi đến cho đến thường an trụ tu chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân mầu nhiệm, làm các Phật sự, an lập ba nhóm sai biệt chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, Như Lai cũng vậy, biết tất cả pháp đều như sự biến hóa, nói tất cả pháp đều như sự biến hóa, tuy có việc làm nhưng không chân thật, tuy độ hữu tình nhưng không sở độ, như vị được biến hóa hóa độ hữu tình. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nên biết các vị mà Phật đã biến hóa ra tuy có làm việc mà không chấp trước. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như sự biến hóa thì Như Lai cũng vậy. Như vậy thì Phật cùng hóa nhân có gì sai biệt? Phật dạy: Này thiện hiện, Phật cùng hóa nhân và tất cả pháp bình đẳng không sai biệt. Vì sao? Này thiện hiện, vì sự việc mà Phật đã làm thì hóa nhân của Phật cũng có thể làm. Thiện hiện bạch Phật: Nếu không có Phật, hóa nhân của Phật có thể làm Phật sự chăng? Phật dạy: Có thể làm. Thiện hiện bạch: Việc đó như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, như ở đời quá khứ có một đấng Như Lai ứng chánh đẳng giác tên là Thiện Tịch Tuệ. Khi việc tự độ và người đáng độ đều đã độ xong nhưng không có Bồ Tát đảm nhận việc thọ ký, Ngài bèn biến hóa một vị Phật để trụ ở thế gian, rồi tự nhập cảnh giới Niết Bàn tuyệt đối. Bấy giờ vị hóa Phật kia làm các Phật sự trong nửa kiếp, sau nửa kiếp thọ ký cho một vị Đại Bồ Tát rồi thị hiện nhập Niết Bàn.
lúc bấy giờ hàng trời người A Tố Lạc vân vân đều cho là Phật kia nay nhập Niết Bàn, nhưng hóa thân Phật thật không phải diệt. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tin các pháp đều như sự biến hóa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu thân Như Lai cùng hóa thân không khác thì làm sao có thể làm phước điển chân tịnh? Nếu các hữu tình vì việc giải thoát nên đối với Như Lai cung kính cúng dường, phước ấy vô tận, cho đến cuối cùng nhập cảnh giới Niết Bàn tuyệt đối. Cũng vậy, nếu có hữu tình vì việc giải thoát cúng dường hóa Phật thì phước đức đạt được đáng lẽ cũng vô tận, cho đến cuối cùng cũng nhập Niết Bàn tuyệt đối. Phật dạy, này thiện hiện, như thân Như Lai do tự phát tánh nên có thể làm phước điển thanh tịnh cho trời người A Tố Lạc vân vân, hóa Phật cũng vậy, vì do tự phát tánh nên có thể làm phước điển thanh tịnh cho trời người A Tố Lạc vân vân. Như thân Như Lai nhận người cúng dường khiến vị thí chủ ấy hết sự sanh tử, phước ấy vô tận, hóa Phật cũng thế, nhận người cúng dường cũng khiến cho thí chủ ấy hết sự sanh tử, phước ấy vô tận. Này thiện hiện, ngoài lượng phước đức đạt được do cúng dường Như Lai và hóa Phật ra, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Như Lai khởi tâm từ kính, tư duy nhớ nghĩ, thì thiện căn của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vô tận, cho đến cuối cùng vượt vòng khổ não. Này thiện hiện, ngoài lượng phước đức đạt được do dùng tâm từ kính nhớ nghĩ Như Lai ra, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào vì cúng dường Phật, cho dù chỉ dùng một đóa hoa tung lên hư không, thì thiện căn của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vô tận, cho đến cuối cùng thoát vòng khổ não. Này thiện hiện, ngoài lượng phước đức đạt được do vì cúng dường Phật mà chỉ dùng một đóa hoa tung lên hư không ra, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tối thiểu chỉ một lần xưng niệm Nam Mô Phật Đà, thì thiện căn của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vô tận, cho đến cuối cùng thoát vòng khổ não. Như vậy, này thiện hiện, đối với Như Lai cung kính cúng dường thì đạt được công đức lợi ích to lớn số lượng khó lường như thế. Vì vậy, này thiện hiện, nên biết thân Như Lai cùng với hóa Phật bình đẳng không sai biệt, vì dùng các pháp và tánh làm định lượng. Cũng thế, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nên dùng các pháp và pháp tánh mà làm định lượng. Tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo nhập các pháp và pháp tánh rồi, nhưng đối với các pháp chẳng hoại pháp tánh, nghĩa là chẳng phân biệt, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là pháp tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, đây là pháp tánh của tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa, đây là pháp không nội, đây là pháp tánh của pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, đây là pháp tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Đây là chân như, đây là pháp tánh của chân như, đây là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, đây là pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đây là bốn niệm trụ, đây là pháp tánh của bốn niệm trụ. Đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đây là pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Đây là thánh đế khổ, đây là pháp tánh của thánh đế khổ. Đây là thánh đế tập diệt đạo, đây là pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo. Đây là bốn tịnh lự, đây là pháp tánh của bốn tịnh lự. Đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đây là pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đây là tám giải thoát, đây là pháp tánh của tám giải thoát, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đây là pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đây là tất cả pháp môn tam ma địa,
Đây là pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Đây là tất cả pháp môn Đà La Ni. Đây là pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni. Đây là pháp môn giải thoát không. Đây là pháp tánh của pháp môn giải thoát không. Đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là năm loại mắt, đây là pháp tánh của năm loại mắt. Đây là sáu phép thần thông, đây là pháp tánh của sáu phép thần thông. Đây là 10 lực Phật, đây là pháp tánh của 10 lực Phật. Đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đây là pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Đây là pháp không quên mất. Đây là pháp tánh của pháp không quên mất. Đây là tánh luôn luôn xả. Đây là pháp tánh của tánh luôn luôn xả. Đây là trí nhất thiết. Đây là pháp tánh của trí nhất thiết. Đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đây là pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đây là quả dự lưu. Đây là pháp tánh của quả dự lưu. Đây là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Đây là quả vị độc giác. Đây là pháp tánh của quả vị độc giác. Đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Đây là pháp tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đây là pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên phân biệt sự sai khác của các pháp và pháp tánh như thế mà hoại pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát chẳng nên hoại các pháp và pháp tánh, thì tại sao Như Lai tự hoại các pháp và pháp tánh? Nghĩa là ngày thường dậy, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới. Đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là vô minh, đây là hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, đây là pháp nội, đây là pháp ngoại, đây là pháp thiện, đây là pháp phi thiện, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp cộng, đây là pháp bất cộng, đây là pháp có tranh cãi, đây là pháp không tranh cãi, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi. Phật đã từng nói các pháp như thế, lẽ nào không tự hoại các pháp pháp tánh? Phật dạy: Này thiện hiện, ta chẳng tự hoại các pháp pháp tánh, chỉ dùng danh tướng phương tiện giả nói các pháp pháp tánh, khiến các hữu tình được ngộ nhập lý vô sai biệt của các pháp pháp tánh. Này thiện hiện, vì vậy ta chẳng từng hoại các pháp pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Phật chỉ dùng danh tướng tuyên thuyết các pháp pháp tánh, khiến các hữu tình được ngộ nhập, thì làm sao đối với pháp không danh không tướng, Phật dùng danh tướng mà nói khiến họ ngộ nhập? Phật dạy: Này thiện hiện, ta tùy theo thế tục giả lập danh tướng phương tiện tuyên thuyết các pháp pháp tánh, nhưng không chấp trước. Này thiện hiện, như hạng ngu si nghe nói khổ vân vân chấp trước danh tướng, chẳng biết là giả nói, chứ chẳng phải chư Như Lai và đệ tử nghe nói khổ vân vân chấp trước danh tướng mà như thật biết tùy thế tục mà nói, không có danh tướng của các pháp chân thật. Này thiện hiện, nếu các bậc thánh đối với danh trước danh, đối với tướng trước tướng, thì như thế cũng đối với không trước không, đối với vô tướng trước vô tướng, đối với vô nguyện trước vô nguyện, đối với chân như trước chân như, đối với thật tế trước thật tế, đối với pháp giới trước pháp giới, đối với vô vi trước vô vi. Nhưng này thiện hiện, tất cả pháp ấy chỉ có giả danh, chỉ có giả tướng mà không chân thật. Bậc thánh đối với pháp ấy cũng không trụ trước giả danh giả tướng ấy. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát trụ tất cả pháp chỉ là giả danh giả tướng, nên khi hành bát nhã ba la mật đa, đối với pháp ấy chẳng nên trụ trước. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng, thì đại Bồ Tát vì việc gì mà phát tâm Bồ Đề? Đã phát tâm rồi, chịu các khổ nhọc, hành Bồ Tát hạnh, tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp không nội,
an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, an trụ chân như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành bốn tịnh ngự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, kiến đều viên mãn. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã nói, nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng, thì đại Bồ Tát vì việc gì mà phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát hạnh? Nhưng này thiện hiện, vì tất cả pháp chỉ có danh tướng, và danh tướng ấy chỉ giả đặt ra, tánh của danh tướng là không, các loại hữu tình điên đảo chấp trước, lưu chuyển sanh tử, chẳng được giải thoát. Vì vậy, đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát hạnh, dần dần chứng đắc trí nhất thiết, chuyển bánh xe chánh pháp, dùng pháp ba thừa độ thoát hữu tình, khiến ra khỏi sanh tử, nhập cảnh giới niết bàn tuyệt đối. Nhưng các danh tướng không sanh không diệt, cũng không trụ không phát, có thể an lập được. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật nói trí nhất thiết tướng là trí nhất thiết tướng chăng? Phật dạy: Này thiện hiện, ta nói trí nhất thiết tướng là trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ba trí như thế, tướng của nó như thế nào, có gì sai biệt? Phật dạy: Này thiện hiện, trí nhất thiết là trí chung của cùng thanh văn và độc giác,